Hôm nay bài này sẽ dạy mình phát âm cái chữ L và L. Hai cái tiếng này nó viết khác với nhau mà mình phát âm y hệt như nhau. L. Mấy các bạn nữ mà đi shopping đó, sẽ thấy cái từ sale rất là nhiều. Mà nhiều người thì sẽ đọc nó ra sale. Sale thì nó giống như sell. Sell, bán đồ. Sale là giảm giá, khuyến mãi bán. Cái cách mình phát âm ra sale là mình tách nó ra làm hai tiếng. Cái thứ nhất mình đọc ra say. Say, giống như xây dựng đó. Say. Và cái tiếng cuối đó là o. Một là o hay hai là o. Tùy theo bạn. Sale. Sale. Okay. Đừng có đọc sale. Sale ra một tiếng đó, nó người ta sẽ nhầm ra tiếng sell. Thì chúng mình đọc cái chữ sale, nhớ mình phải đọc nó ra hai tiếng mà hai tiếng dính với nhau, đừng có đọc nó tắt ra theo kiểu tiếng Việt của mình, đừng có đọc say ồ hay say dồ, nó là sale, để cho nó gần với nhau, cho nó dính với nhau đó, sale. Ok, chữ này là tail. Tail, đừng có đọc tail hay tail. Ok, tay. Oh, cũng giống như sale đó, hai tiếng. Tay. Oh, tail. 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 Nhớ đó, t t t. Tail. Email. 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 Nhớ đó. Cái tiếng này là A-O. Ale, male, male, sale, hail, không phải hail, hail, snail, không phải snail, snail, bail, fail, bail, there's no meaning, fail, fail, fail là past tense của fall, té. I failed, không phải I fail. Okay. I failed. Cách dễ nhất để cho mình nhớ cái từ này là khúc đầu A như ớ, y correct của tiếng Việt mình. A O. A O. Đọc chậm chậm trước cho nó chuẩn. A O. A O. A O. A O. Càng chuẩn thì mình đọc nó gần với nhau cho nó dính với nhau. Ale, ale, ale. Snail, tail. Hail, mail, sail, ale.